Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Vương Đạo Trung và bà Đỗ Thị Lan tưởng chừng sẽ suôn sẻ theo đúng quy định của pháp luật, khi mà Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có ý kiến phúc đáp văn bản số 5051 UBND TD ngày 8 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương. Cụ thể, tại văn bản số 4899 ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường do Thứ trưởng Trần Thế Ngọc ký nêu rõ, diện tích 477,8m² đất tranh chấp có nguồn gốc của ông Nguyễn Tấn Tạo là chủ trì chùa Tây Tạng, mua của ông Võ Văn Hường ngày 5 tháng 7 năm 1945. Năm 1946, ông Tạo cho ông Hội cất nhà để ở. Ông Hội chết năm 1951. Trong quá trình sử dụng, ông Hội cho các cháu làm nhà ở. Năm 1987, gia đình bà Đỗ Thị Lan kê khai đăng ký nhà đất và được Sở Xây dựng tỉnh Sông Bé, nay là tỉnh Bình Dương, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cửa đối với diện tích nhà là 25m², diện tích đất là 225m² và thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. Chùa Tây Tạng không có quá trình sử dụng đất từ năm 1946 đến nay, không kê khai đăng ký đất. Trong văn bản số 4899, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương căn cứ Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp năm 1992 quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân. Điều 1 của Luật Đất đai năm 1987, Điều 1, Điều 51 của Luật Đất đai năm 1993, Điều 55 của Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ để giải quyết dứt điểm vụ việc. Đất tôi đang ở là đến nay là nếu mình tính tới ông nội rồi kia là đến nay là gần 70 năm rồi. Rồi riêng bà Đỗ Thị Lan này là nay là 65 mấy năm. Mà chùa nó lại mở ra để mà tranh chấp thì tranh chấp đó là vô lý, bởi vì đất tôi ở đâu có liên quan gì đến đất chùa, coi như là chùa với tôi là còn cách khoảng xa lắm, mà đất này là có bàn khoản riêng, không có liên quan gì đến chùa hết á. Mà nếu mà ủy ban mà xử lý vậy là ép gia đình tôi quá. Mấy đó là tôi thưa ngoài bộ là bộ có vô làm việc với gia đình tôi luôn. Rồi về nó có một cái văn bản, mà văn bản đó là gửi cho ủy ban là phải giải quyết theo luật đất đai, nhưng mà cái ủy ban nó cố tình nó không giải quyết. Bất ngờ đến ngày 3 tháng 7 năm 2009, không những không thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giao cho gia đình ông Vương Đạo Trung và bà Đỗ Thị Lan theo đúng quy định của pháp luật, mà Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương lại ra quyết định số 2606 QĐ-UBND thu hồi diện tích đất 477,8m² chưa trừ hành lang bảo vệ đường bộ do bà Đỗ Thị Lan đang sử dụng, tọa lạc tại khu 10, phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một, giao cho Ủy ban Nhân dân thị xã Thủ Dầu Một quản lý. Tiếp tục, đến ngày 17 tháng 8 năm 2009, Ủy ban Nhân dân thị xã Thủ Dầu Một ra quyết định số 3855 QĐ-UBND về việc cưỡng chế bà Đỗ Thị Lan thực hiện quyết định số 2606 QĐ-UBND ngày 3 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương. Các quyết định thu hồi đất, các quyết định cưỡng chế cũng như các bản án của Tòa án dân tỉnh Bình Dương đều vi phạm các quy định của pháp luật về đối tượng bị thu hồi đất, về đối tượng bị cưỡng chế. Và các bản án thì thiếu người tham gia tố tụng là những người đang trực tiếp sử dụng đất đai xây dựng nhà cửa, đang ở trên đất của gia đình ông Vương Đạo Trung. Đấy là bốn người con của ông Trung và bà Lan. Bà Lan thì hiện nay đã mất từ trước khi có cái vụ kiện năm 2016. 3 năm sau, đến ngày 7 tháng 4 năm 2010, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương lại ra quyết định số 1041 QĐ-UBND trong điều 1.1 của quyết định nêu, hủy bỏ quyết định số 5562 QĐ-CT ngày 2 tháng 10 năm 2002 và quyết định số 2606 QĐ-UBND ngày 3 tháng 7 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương vì không đúng quy định. Đồng thời, bác đơn tranh chấp diện tích đất 477,8m² giữa chùa Tây Tạng và bà Đỗ Thị Lan. Cũng trong ngày 7 tháng 4 năm 2010, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cũng ra quyết định số 1040 QĐ-UBND do ông Nguyễn Hoàng Sơn ký quyết định hủy bỏ quyết định số 3419 QĐ-UB ngày 17 tháng 10 năm 2000 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về
về việc giải quyết đơn của ông Trần Đình Du, ông Nguyễn Hoàng Phúc, đại diện Chùa Tây Tạng và quyết định số 4623 QĐ-UB ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Ủy ban Nhân dân về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Đình Thấu, đại diện Chùa Tây Tạng, ngụ tại số 46/1, khu 10, phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương ra các quyết định thu hồi trên, ngày 17 tháng 8 năm 2010, Ủy ban Nhân dân thị xã Thủ Dầu Một cũng ra quyết định số 3257 QĐ-UBND về việc thu hồi quyết định số 3855 QĐ-UB ngày 17 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban Nhân dân thị xã về việc cưỡng chế bà Đỗ Thị Lan thực hiện quyết định số 2606 QĐ-UBND ngày 3 tháng 7 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương phải ban hành một quyết định là hủy bỏ một loạt các quyết định ban hành trái pháp luật để giải quyết lại vụ việc. Nhưng cuối cùng thì để thực hiện các quyết định này, Ủy ban dân thị xã Thủ Dầu Một lại tiếp tục ban hành ra các cái quyết định giải quyết tranh chấp đất đai cũng như là các quyết định tiếp theo là quyết định cưỡng chế để thực hiện quyết định thu hồi đất và quyết định thu hồi đất sau khi ban hành quyết định giải quyết đất đai. Theo tôi đối chiếu với các quy định của luật đất đai các thời kỳ và quy định của pháp luật tại thời điểm Ủy ban dân thị xã Thủ Dầu Một cũng như là Ủy ban tỉnh Bình Dương ban hành ra các quyết định này đều trái quy định pháp luật. Sau khi thu hồi hàng loạt các quyết định đã ra từ nhiều năm trước đó, ngày 18 tháng 11 năm 2011, Ủy ban Nhân dân thị xã Thủ Dầu Một lại tiếp tục ra quyết định về việc thu hồi diện tích 477,8m2 do bà Đỗ Thị Lan sử dụng tại khu 10, phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một. Quyết định thu hồi diện tích 477,8m2 của Ủy ban Nhân dân thị xã Thủ Dầu Một có đúng với quy định của pháp luật. Nguyên do tại sao hàng loạt các quy định đã ra từ nhiều năm trước lại bị thu hồi và nhanh chóng thay thế? Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý độc giả về vụ việc trong những phóng sự tiếp theo.